Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và, và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Phần tin trung tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Quyền quỹ cần chuột triển khai quán triệt các hướng dẫn, quy định việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kiến Tường, quyền Bến Lức tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Quyện Vĩnh Hưng, Đức Quà họp mặt đầu xuân bính Thân 2016. Phóng sự Tân Thạnh sẵn sàng cho công tác tuyển thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2016 của phóng viên Duy Thanh sẽ nối tiếp chương trình thời sự này. Kết thúc chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng nay, 16 tháng 2 năm 2016, huyện ủy Cần Chùa tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các hướng dẫn quy định về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho các đồng chí là quyền ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ dân phòng thống kê 16 xã thị trấn, Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hướng dẫn về công tác nhân sự dự kiến cơ cấu thành phần và hướng dẫn số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến tiến hành vào ngày 22 tháng 5 năm 2016, việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Thiệp, bí thư quyền quỹ Cần Chùa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng nay 16 tháng 2 năm 2016, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Kiến Tường khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã đã thông qua tờ trình về việc thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu của thị xã là 30 đại biểu. Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ ban Nhân dân thị xã Kiến Tường, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã dự kiến cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã là 57 người và được cơ cấu như sau khối đảng chiếm tỷ lệ 24,6%, khối mặt trận đoàn thể chiếm 22,8%, khối nhà nước chiếm 40,3%, lực lượng chủ trang chiếm 5,3%, tôn giáo chiếm 3,5%. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận trên tinh thần dân chủ cởi mở. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua số lượng người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thị xã Kiến Tường khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021 là 58 người, tăng 1 người so với dự kiến ban đầu theo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thị xã. Chiều hôm qua, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Bến Lức cũng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân quyện nhiệm kỳ 2016-2021. Bà võ thị thu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quyện bến lức chủ trì hội nghị. Tại hội nghị thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quyện đã thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Thông qua quyết định thành lập Ủy ban bầu cử do dự kiến phân bổ cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo phân bổ của tỉnh, số lượng người tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân quyện nhiệm kỳ này gồm 38 đại biểu. qua đó, quyện dự kiến giới thiệu 75 đại biểu tham gia ứng cử, trong đó người ngoài đảng là 10,7%, đại biểu nữ 36% đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 16%, đại biểu tái cử là 31,4%. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thỏa thuận và thống nhất cao về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền Bến Lức khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, theo như dự kiến. Tuy nhiên, việc lựa chọn giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyện cần phải đảm bảo tính dân chủ đúng theo luật định, vừa thể hiện được cơ cấu thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, Quyền Chính Hưng đã tổ chức gặp mặt đầu xuân mới bính thân và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Tại buổi gặp mặt nhân dịp đầu xuân mới, lãnh đạo quyền Chính Hưng đã báo cáo tóm tắt tình hình vui xuân đón Tết của nhân dân trên địa bàn quyện. Tết Nguyên Đán năm nay được sự quan tâm của Đảng, nhà nước các cấp các ngành, nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết vui tươi, đầm ấm, phấn khởi. Nhất là các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm chăm lo của cả cộng đồng. Trước trong và sau Tết Nguyên đáng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định, các lực lượng vũ trang trên địa bàn quyện tổ chức trực 24 trên 24 giờ, tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp, nắm tình hình giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Song song đó, lãnh đạo đề nghị phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong tất cả các cơ quan đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2016. Sáng nay, huyện Đức Hòa đã tổ chức hợp mặt dân nghệ sĩ mừng đảng mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện. Ông Lê Trường Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện Đức Hòa đến dự. Trong năm 2015, các đồng chí báo cáo viên của huyện quỹ Đức Hòa đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với đảng viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn quyện. Hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn quyện Đức Hòa cũng được duy trì rộng khắp trong toàn quyện và được nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Nhiều câu lạc bộ được thành lập và hoạt động trong quần chúng nhân dân như câu lạc bộ hát với nhau, đơn ca tài tử, tân nhà, tiếng hát người cao tuổi, thiếu nhi. Thông qua các hoạt động thiết thực của từng câu lạc bộ đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quyện Đức Hòa và góp phần bảo vệ, phát triển nền âm nhạc truyền thống của quê hương. Thông qua các hoạt động của mình, đội ngũ dân nghệ sĩ trên địa bàn quyện còn tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đến với nhân dân như các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tuyên truyền thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, công tác tuyển quân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng thường trực đủ mạnh, tạo nguồn lực xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn chân vững chắc. Do đó, quyền quỹ Quỹ ban nhân dân Quyện Tân Thành luôn quan tâm sâu sắc và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác này nhằm đảm bảo chất lượng cho quân số hàng năm theo chỉ tiêu trên giao. Qua công tác khám sàng lọc, toàn quyền đã tuyển chọn ra 113 thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 4 đảng viên và có 20 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, còn lại là trình độ trung học phổ thông. Trong đợt này, xã Nhân Ninh có 21 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có ba đảng viên. Thanh niên Phan Quốc Duy ở ấp Kinh Giữa, xã Nhân Ninh là một trong những đảng viên trẻ vừa được chi bộ làm lễ kết nạp đảng trước khi lên đường nhập ngũ. Đây là động lực rất lớn để em luôn phấn đấu đạt được những thành tích tốt khi về đơn vị mới. Thanh niên Phan Quốc Duy chia sẻ À, khi được bước chân vào hàng ngũ quân đội, à, đó là mơ ước lớn với em. À, em cũng xin hứa là em sẽ chấp hành tốt nội, nội quy, quy chế, cái lực viết cương của quân đội và phấn đấu học tập thật tốt để trở thành một đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu có điều kiện vụ lâu dài trong quân đội, em sẽ góp phần xây dựng đất nước ngày càng cho đẹp hơn. Còn với ông Phan Quốc Sự, cha của em Duy, thì xem đó là dinh dự và tự hào của gia đình vì con được chào đảng do hàng ngũ quân đội không chỉ là cơ hội quý báu để bản thân rèn luyện trưởng thành, mà còn là cơ hội để con thể hiện trách nhiệm của một thanh niên đối với tổ quốc. Ông Phan Quốc Sự cho biết thêm. Đợt này nó trúng tiễn nghĩa vụ thì gia đình tôi cũng rất mừng và mong con làm sao để cho đáp ứng được cái nguyện vọng của cha mẹ và địa phương để lên đường nhập ngũ tùng quân làm hoàn thành nhiệm vụ đảng nhà nước giao thì gia đình tạo mọi điều kiện con cứ an tâm trên kia là để công tác hàng hải lên đường nhập ngũ đó là cảm nhận chung khi tiếp xúc với những thanh niên trước ngày lên đường Tùng quân tuy mỗi gia đình thanh niên có mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung lý tưởng sống và bầu nhiệt quyết tuổi trẻ thanh niên nguyễn thái bảo ở ấp tân chánh a xã nhân ninh tâm sự là con của cha tôi là một gia đình có truyền thống cách mạng từ ông cha tôi và các bác đều là bộ đội cụ hồ bản thân tôi xin quyết tâm nói nghiệp theo truyền thống của cha ông xin tình nguyện tham gia phục vụ lâu dài trong quân đội quyết đem hết khả năng và công sức của mình để phục vụ và bảo vệ tổ quốc việt nam luôn cường thịnh Xuất thân từ bộ đội Cụ Hồ nên ông Nguyễn Văn An rất hiểu tâm trạng và ước mơ quài bảo của con. Do đó, ông luôn khích lệ động viên tinh thần để con an tâm lên đường làm nghĩa vụ thiên liêng chế tổ quốc ông Nguyễn Văn An vui vẻ nói. Là nguyện vọng của tôi, rồi thiết tha của tôi là động viên và cho con tôi lên nhập ngũ dù gia đình đang có hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng người quyết tâm của tôi là muốn con tôi sẽ nói gót cho ông lên đường nhập ngũ là làm bổn phận thiên niên của người đường thanh niên để bảo vệ tổ quốc và cường thịnh lâu dài. Đến thời điểm này, một công tác chuẩn bị cho một mùa giao quân thắng lợi đã cơ bản hoàn tất. Trung tá Phạm Văn Quý, chỉ quy trưởng ban chỉ quy quân sự huyện Tân Thành cho biết đến nay thì cơ bản đã hoàn thành phát lệnh gọi công dân tập ngũ tình hình ở thanh niên ấy, ở địa phương thì tính giờ này thì cơ bản là ổn định thanh niên trong tư chế của thành ngũ thì đối với công tác uh, tuyển quân năm 2006 thì đảng ủy ban chỉ huy quân cũng quyết tâm tuyển quân đảm bảo 100%, 100 tiêu ở hai cấp xã và huyện đặc biệt là năm nay là quyết tâm là tuyển quân đảm bảo không bù đổi. Tin tưởng rằng với sự quan tâm động viên của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của gia đình sẽ là hậu phương vững chắc tạo thêm động lực niềm tin để các thanh niên an tâm lên đường làm nhiệm vụ thiên liêng đối với quê hương tổ quốc. Theo kế hoạch, ngày 24 tháng 2 năm 2016, Quyền Tân Thạnh sẽ tổ chức giao quân cho các đơn vị gồm Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 738, Sư đoàn Bộ binh 5 và Tiểu đoàn Vệ binh 180 quân khu 7 và Biên phòng Long An. Quý thính giả vừa theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Tiếp sau đây là những thông tin trong nước và thế giới đáng quan tâm. Sáng nay 16 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 8 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 8 về việc hiệp thương cơ cấu thành phần số lượng người của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14. Để có danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, Mặt trận Tổ quốc sẽ trải qua 3 lần hiệp thương, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tiến hành hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo bà Nguyễn Thị Nương, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết 1140 trên 2016 trên UBTV quy H13 dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu quốc hội khóa 14 và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 đã đưa ra số lượng đại biểu quốc hội khóa 14 ở trung ương là 198 đại biểu bằng 39,6%. Trong đó, cơ cấu thành phần được dự kiến phân bổ, các cơ quan đảng 11 đại biểu, cơ quan chủ tịch nước 3 đại biểu, các cơ quan của quốc hội, đại biểu quốc hội chuyên trách ở Trung ương 114 đại biểu. Trong đó dự kiến khoảng 20% đại biểu là nữ và khoảng 10% đại biểu là người dân tộc thiểu số. Chính phủ, cơ quan thuộc chính phủ là 18 đại biểu, Văn đấu có đại biểu là phụ nữ và đại biểu là người dân tộc thiểu số. Bộ Quốc phòng gồm Bộ trưởng và các quân khu quân chủng 15 đại biểu, phân đấu có đại biểu là người dân tộc thiểu số. Bộ Công an gồm cả Bộ trưởng Bộ Công an 3 đại biểu, Tòa án nhân dân tối cao một đại biểu, Viện kiểm sát nhân dân tối cao một đại biểu kiểm toán nhà nước một đại biểu, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên 31 đại biểu, trong đó có đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi, đại biểu tôn giáo, đại biểu ngoài đảng, đại biểu tái cử và nhân sĩ trí thức và nghệ sĩ tiêu biểu. Như vậy, theo nghị quyết này, đại biểu Quốc hội khóa 14 ở Trung ương tăng 15 người so với khóa 13, theo thông tấn xã Việt Nam, Thủ tướng Đức David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande nhất trí rằng các đề xuất dự thảo nhằm cải cách tư pháp thành viên Liên minh châu Âu EU của Anh đang tạo nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận giữa EU và Luân Đôn tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh sẽ diễn ra vào tuần này. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Luân Đôn dẫn lời người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo của Anh và Pháp tuyên bố đã đạt được tiến bộ trong cuộc tái thương lượng tư cách thành viên EU của Anh. Người phát ngôn cũng đánh giá dự thảo của Hội đồng cho Âu EC tạo ra một nền tảng vững chắc để đạt được một thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU trong hai ngày 18 và 19 tháng 2 tới đây. Thưa quý vị, chương trình Thời sự chiều nay trên sóng phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Long An xin được kết thúc tại đây. Chương trình đã do quảng trường biên tập cùng các phát thanh viên Thái Dương và Kim Trúc thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.